Bốn loại rau chứa đầy độc tố là quả bom hẹn giờ mang mầm mống ung thư. Ăn vào chỉ thêm gánh nặng cho nội tạng, chẳng mấy mà gan nát tươm. Xin kính chào bà con cô bác đang theo dõi kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con thân mến, ngày nay, điều kiện kinh tế không ngừng tăng, trình độ nhận thức cũng phát triển hơn, nên càng ngày chúng ta càng bắt đầu tìm hiểu và quan tâm đến sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề giữ gìn sức khỏe và ăn gì để bồi bổ sức khỏe. Đối với các vấn đề ăn uống thì các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bà con là nên ăn thật nhiều rau quả hàng ngày để bổ sung cho cơ thể các khoáng chất cần thiết, vitamin và các chất dinh dưỡng giúp ích cho cơ thể. Tuy là vậy nhưng mọi người cũng cần phải am hiểu sâu xa hơn lời khuyên đó rằng chỉ nên ăn những loại rau đảm bảo chất lượng bởi vì không phải loại rau củ nào cũng có thể ăn được và ăn càng nhiều. Chẳng thế mà người xưa vẫn nói là bệnh từ miệng mà vào, có nghĩa là nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận thì có thể là vô tình đã mang bệnh vào người. Tình trạng ngộ độc thực phẩm hay là ngộ độc thức ăn, chúng thực xảy ra khi bà con ăn phải các thực phẩm bị nhiễm khuẩn, virus gây bệnh có độc tố cực mạnh, hoặc là do ăn phải những thức ăn bị ôi thiêu, nấm mốc. Tuy nhiên thì có một thứ nguy hiểm hơn, đó là việc chúng ta nạp vào cơ thể những chất độc không phát tác ngay mà âm thầm gây bệnh về sau này. Điều đáng lo ngại là những chất độc đến từ những món ăn rất phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của bà con. Và trên thực tế thì một số loại rau thông thường tưởng chừng như là rất lành mạnh nhưng lại chứa đầy độc tố nguy hiểm cho cơ thể. Và dưới đây là 4 loại rau củ cần tuyệt đối tránh xa để tránh làm hại cơ thể, âm thầm rước bệnh vào người. Đầu tiên phải kể đến các loại rau củ được trồng gần nhà máy, gần khu công nghiệp, nơi có nguồn nước ô nhiễm và chất lượng đất, khí không đảm bảo cho sự phát triển an toàn của các loại thực phẩm và con người. Hiện nay thì với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hóa chất, thì ngày có càng nhiều các nhà máy xí nghiệp mọc lên như nấm. Tuy nhiên thì không ít nhà máy sẽ xả nước thải có hại cho cơ thể con người ra ngoài môi trường và làm ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng, bao gồm cả môi trường đất, nước và khí. Nếu rau củ quả được trồng tại những khu vực này hoặc là trồng gần khu vực ô nhiễm thì cũng có nguy cơ nhiễm hóa chất rất cao và nếu ăn một hai lần có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu bà con ăn lâu dài có thể sinh bệnh nguy hiểm mà bộ phận đầu tiên phải gánh chịu đó chính là những cơ quan nội tạng như là gan, thận và nhất là bệnh ung thư đấy bà con ạ. Vì vậy bà con hãy cố gắng là không ăn những loại rau trồng gần các nhà máy, đặc biệt là những bà con sinh sống gần các khu công nghiệp. Khi đi mua rau củ quả, bà con cũng nên chọn những chỗ bán thật uy tín, được nhập từ các nhà vườn. Không nên thấy đâu mua đó thì sẽ không biết được các nguồn gốc và lỡ có mua phải những loại rau củ trồng gần nhà máy thì lại vô tình rước thêm bệnh vào người cho cả gia đình mình. Thứ hai là các loại rau rừng, rau dại. Và nếu như trước kia thì cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thiếu cơm ăn, áo mặc, nên những gia đình khó khăn thường hái rau dại, rau rừng để ăn qua bữa. Tuy nhiên thì những năm gần đây, mọi người lại cho rằng các loại rau rừng, rau dại, nhất là các loại rau có vị đắng, chát thì bổ dưỡng hơn cả rau thường, nên ăn một cách thường xuyên hơn. Hơn nữa thì do môi trường trồng trọt cần chu kỳ sinh trưởng dài, nên các loại rau rừng thường có hương vị đậm đà hơn, nên bà con cũng thường ăn nhiều hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các loại rau này được yêu thích hơn. Thêm vào đó thì một yếu tố về vệ sinh và an toàn thực phẩm cũng là nguyên nhân khiến nhiều người có nhu cầu tìm đến các loại rau rừng và rau dại để ăn. Việc rau củ ngày nay bị nhiều người phun trồng nhiều hóa chất nên đã dần mất niềm tin. Nên một số người cho rằng việc tìm đến các loại rau rừng, rau dại mọc tự nhiên để ăn là cách tốt nhất cũng dung nạp các chất dinh dưỡng vào cơ thể. Cách này thì cũng rất tốt, nhưng khi vốn kiến thức của bà con không cao thì sẽ trở thành tự hại mình. Bởi lẽ có những loại rau rừng, rau dại chứa khá nhiều chất độc, việc ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường tiêu hóa, thậm chí là đe dọa tính mạng của bà con. Thực vật trong môi trường tự nhiên nói chung thường tiết ra các chất độc hại để chống lại sự xâm phạm của sâu bệnh. Rau trồng nhân tạo có thể kiểm soát được lượng sâu hại thông qua việc chăm bón và quản lý trồng trọt của con người. Còn những loại rau ngoài tự nhiên thì có thể sinh ra một số hoạt chất gây độc để chống lại những tác nhân bên ngoài trong quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng nhằm mục đích thích nghi với môi trường khắc nghiệt của tự nhiên. Ví dụ như các loại rau là cần tây, củ cải mà bị mầm bệnh tấn công cũng sẽ sản sinh ra một lượng lớn các chất gọi là furano, coumarin. Đây là một chất độc cực nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và cơ thể con người cũng sẽ trở nên nhạy cảm với ánh sáng mặt trời khi tiếp xúc hoặc là ăn quá nhiều. Thậm chí là nó có thể gây ra tình trạng viêm da và tăng nguy cơ ung thư da. Hơn nữa thì các loại rau dại có thể hấp thu các chất độc hại như là kim loại nặng trong nước và đất bị ô nhiễm.
Điều này thì làm cho lượng chất độc hại trong rau dại nhiều hơn. Ngoài ra thì có những loại rau rừng trông có vẻ giống như là các loại rau mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày, nhưng thực tế thì lại chứa rất nhiều độc tính. Và nếu ăn phải những loại rau có độc tính nhẹ thì có thể không ảnh hưởng gì nhiều, hoặc cũng có thể xuất hiện các triệu chứng nhẹ như là đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Còn nếu nặng thì có thể bị ngộ độc, thậm chí là tử vong. Do đó thì tốt nhất bà con nên hạn chế ăn những loại rau rừng, rau dại mà không rõ về công năng cũng như độc dược của nó. Thứ ba là không ăn các loại rau có mùi hăng, hắc hoặc những loại rau bị héo, nấm mốc. Rau hay là những thực phẩm khác cũng đều có thể bị nấm mốc, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Và đôi khi là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng cũng sẽ có đôi khi là những loại vi khuẩn nấm mốc xuất hiện mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Do đó khi đi chợ mua rau, bà con nhận thấy rau có màu xanh non hay là xanh lục trông rất hấp dẫn và bắt mắt, lại còn rất tươi ngon một cách kỳ lạ, thì bà con cũng hãy thận trọng, bởi vì đây có thể là những loại rau đã bị tẩm hóa chất độc hại. Đặc biệt là khi cầm rau trên tay và đưa lên mũi, người thấy có mùi lạ, hăng hăng, cay mắt và mũi thì cũng cần thận trọng khi mua. Thực tế thì những loại rau này có khả năng bị phun một thành phần có hại có tên gọi là đồng sunfat. Đồng sunfat sẽ duy trì độ tươi của rau, khiến nhiều người nghĩ rằng đó là rau sạch, ngon và nên mua. Tuy nhiên thì những loại rau này nếu đi vào cơ thể con người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày và đường ruột. Lâu dần sẽ hình thành nên bệnh viêm ruột và là nguyên nhân gây nên căn bệnh ung thư. Ngoài ra thì khi đi chợ, bà con mà thấy giá rau ở sạp rẻ hơn thì cũng đừng vội mà ghé mua liền tay, mà cần phải xem xét kỹ là rau đã bị héo, củ có bị mốc hay không. Vì những loại rau củ bị héo, bị mốc thì sẽ không ngon lành, mà còn chứa rất nhiều các vi khuẩn nấm mốc sinh ra độc tố được gọi là aflatoxin, hậu quả sau khi ăn khó mà có thể lường được. Thứ tư là các loại rau dưa muối còn xanh, bà con cũng không nên ăn. Các loại rau muối chua như là cải muối chua, dưa chua, cả muối chua chắc hẳn sẽ là một món ăn khoái khẩu của rất nhiều bà con ở đây. Thông thường thì các loại rau muối chua này sẽ bảo quản được lâu, hương vị lại dễ ăn và không cần phải chế biến cầu kỳ nên được rất nhiều người yêu thích. Và hầu hết thì các loại rau xanh nói chung đều chứa một lượng muối được gọi là nitrat. Khi đem muối chua cùng với một lượng muối và đường nhất định thì lượng nitrat này sẽ bị vi khuẩn trong môi trường tác động, tạo ra một phản ứng oxy hóa và chuyển thành nitrit. Khi chúng ta ăn vào thì lượng axit trong dạ dày sẽ tạo điều kiện cho các chất nitrit tác động đến axit amin trong thức ăn. Sau đó thì sẽ tạo thành hợp chất có tên gọi là nitrosamine 1. Đây là hợp chất có độc tính cực cao, có khả năng gây ngộ độc hoặc là ung thư. Tuy nhiên thì lượng nitrat này sẽ giảm dần sau một thời gian và nó chỉ đạt đỉnh cao nhất khi mà rau dưa muối của bà con vẫn còn xanh, hay là khi ăn sổi, hoặc là khi dưa muối quá chua, có nhớt và biến mùi. Vì vậy chúng ta nên ăn rau dưa khi đã chín kỹ, ngả màu vàng tươi, chua vừa, chín giòn và có mùi thơm đặc trưng. Cũng không nên ăn dưa quá chua, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp bà con tìm cho mình những thông tin sức khỏe thật hữu ích. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong những video tiếp theo. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.